Ôi em thật với anh em mình tham gia cái giải này thì là thua làm sao được. Nó thắng là... hết không ạ? Nó là rõ ràng. Ôi anh kìa, có cái cục gì nhìn trông nó giá trị như này. Đây này. Ôi chết rồi, có ai để quên anh ấy. Mày anh, mày anh. Mày anh em ơi. Ôi giời ơi. Không có ai. Không có à? Không có. Cái này là mua được mấy cái khiên đấy. Cái này đi thì giá trị lắm. Ôi. Về làm mấy cái khiên ở trong góc sửa chim luôn. Được anh ấy. Đi. Chợt về giữa sơ hở là hét. Đến giờ thi đấu Âu Làng F4 rồi. Nhanh. Đã, vâng, ok em bôi. Ủa gì đẹp vậy ta? Ôi ôi ôi. Thời tới. Này còn bán là trời. Gặp thẻ no luôn. Máy qua đây nhờ. Thôi kệ, quay TikTok up cho nó xu hướng trending viral nhờ. Anh coi, anh coi. Gì đấy? Nhảy. Ok. Ok, 2, 3. Xăm có tiếng thở dài, khắc sâu mỗi tình không phôi phai, tiếc cho duyên phận mình ngang trai. Từng chiều phút yêu cùng ai. Ai cho quay nơi công cộng kìa? Dạ. Đưa mày ra đây xem nào. Vớ. Ngay bây giờ chúng ta đang theo dõi những hình ảnh tập luyện của đội tuyển Brazil cho giải đấu ngoại lĩnh. Những đôi chân đang khiêu vũ với trái bóng và thêm cả những đường truyền với độ chuẩn rất cao. Nhưng ôi trời ơi, nhìn tình huống dứt điểm cuối cùng thì tôi đang tự hỏi rằng họ có qua nổi được vòng bảng hay không? Ông Nguyễn, xem này. Máy của ai nhỉ? Sao già thế nhỉ? Ai là rơi ấy? Cũng xị phết đấy anh ạ. Con này bán đi không biết có đủ hai vé đi Ao Làng F4 ngày 1 tháng 4 sắp tới không nhỉ? Chắc cũng phải được 3-4 vé đấy anh ạ. Để em chạy đi hỏi sếp xem như nào nhỉ? Mang đi. Đây. Để em. Sao rồi? Em mới nhận được con máy xịn lắm. Nhận đâu em? Ở bên kia. Xem, con máy này đổi lấy hai vé đi Ao Làng sắp tới được. Bơ vẩn đâu lấy xe máy đâu nào. Đấy, xịn lắm. Hí anh em. Ngày 1 tháng 4 này bọn tôi sẽ tổ chức offline Ao Làng FIFA Online 4 với rất nhiều chương trình hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm đấy nhá.